Chúng ta đều biết hormone leptin, hay thường gọi là hormone no, có ảnh hưởng lớn đến lượng thức ăn nạp vào. Khi bạn hiểu được cách hoạt động của leptin, nó sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra bên trong cơ thể. Từ đây giúp cho việc giảm cân giảm béo dễ dàng hơn. Hormone leptin là gì? Leptin là một loại hormone, chủ yếu được sản xuất bởi các tế bào mỡ. Nó có liên quan đến nhiều chức năng trong cơ thể bao gồm điều chỉnh sự thèm ăn, tỷ lệ trao đổi chất, khả năng miễn dịch, ham muốn tình dục. Tuy nhiên, công việc chính của leptin là giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Khi mức leptin tăng lên, giảm cảm giác đói, tăng tỷ lệ trao đổi chất, tăng động lực để tập thể dục và tâm trạng được cải thiện. Khi mức leptin giảm xuống, cũng như khi bạn hạn chế calo để giảm mỡ, cảm giác đói sẽ tăng lên, động lực tập thể dục và tâm trạng giảm. Từ đây bạn sẽ thấy, leptin khiến cơ thể nạp đủ năng lượng để luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đồng thời nó cũng ngăn chúng ta ăn nhiều quá mức, dẫn đến béo phì. Leptin ảnh hưởng đến giảm cân ra sao? Về cơ bản bạn cần hiểu được, nồng độ leptin tăng giảm như thế nào? Có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến mức leptin của cơ thể. Một là lượng calo bạn nạp, hai là lượng mỡ cơ thể. Khi bạn ăn đủ calo để duy trì cân nặng hoặc tăng cân, các tế bào mỡ sẽ tiết ra leptin để báo hiệu cho não rằng bạn có đủ năng lượng. Leptin thường sẽ tăng trong vài giờ sau khi ăn, đặc biệt với các loại thực phẩm giàu carbohydrate, tạo ra sự gia tăng leptin nhiều nhất. Tương tự như vậy, mức leptin cũng có thể giảm trong vài ngày sau khi bạn bắt đầu hạn chế calo để giảm cân. Đặc biệt với các chế độ ăn kiêng tiêu cực, cắt giảm calo sâu, thì mức leptin phải nói là giảm thê thảm. Ngoài ra, leptin cũng giúp kiểm soát sự thèm ăn, bằng cách giúp não bộ kiểm soát tổng mức chất béo trong cơ thể của bạn. Mặc dù với nhiều người chất béo hay mỡ cơ thể là một cái gì đó rất xấu xa. Nhưng không, cơ thể bạn nó không nghĩ vậy. Vì tế bào mỡ sản xuất leptin, nên khi lượng chất béo trong cơ thể giảm, lượng leptin cũng giảm theo. Và lúc này leptin không còn là một hormone no nữa, mà nó có tác động tới nhiều loại hormone khác liên quan đến quá trình giảm mỡ, tăng cơ, tâm trạng và cảm giác đói. Bao gồm là hormone tuyến giáp giảm, tăng hormone đói ghrelin, làm cản trở hoạt động của các hormone no khác, kích hoạt các loại hormone tích trữ chất béo và giảm tỷ lệ trao đổi chất neuropeptide Y và peptide. Do đó, khi giảm cân giảm mỡ bạn chỉ nên hướng đến phần trăm body fat từ 10 đến 15% ở nam và 18 đến 22% ở nữ. Việc này sẽ đảm bảo sự hoạt động bình thường của hormone leptin. Nice. Kháng leptin làm cản trở giảm cân. Cũng giống như kháng insulin thì kháng leptin cũng sẽ làm cơ thể bạn trở nên kém nhạy cảm hơn với các tín hiệu của leptin. Với những người thừa cân họ có lượng leptin cực cao, theo lý mà nói là họ phải ngừng ăn rồi mới đúng, vì cơ thể đã tích trữ nhiều mỡ rồi. Nhưng không, não của họ vẫn tin rằng họ đang thiếu năng lượng và ăn uống một cách điên cuồng, đồng thời giảm tiêu hao năng lượng. Và để giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Bạn chỉ cần hạn chế calo vừa phải để giảm lượng chất béo trong cơ thể, việc này sẽ làm giảm mức leptin và cải thiện độ nhạy với leptin. Mặc dù thời gian đầu ăn kiêng sẽ rất khó khăn, nhưng đâu sẽ vào đấy nếu bạn quyết tâm. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một chế độ ăn với các loại thực phẩm ít chế biến, giúp nhanh no. Nó có thể giúp tránh cảm giác đói quá mức do nồng độ leptin giảm xuống. Và dĩ nhiên việc tập thể dục thường xuyên cũng có thể cải thiện độ nhạy leptin của bạn. Làm sao để tăng leptin khi giảm cân? Với những người quá thừa cân hay có lượng mỡ cơ thể cao, thì bạn không cần quan tâm quá về leptin. Vì cơ bản có rất nhiều mỡ. Còn với những người đang muốn người đẹp, giữ form, giữ múi bụng ví dụ 12% body fat với nam, thì đây là một vài mẹo để giúp bình ổn mức leptin của bạn. Trong ngắn hạn, mức leptin chủ yếu được quyết định bởi lượng calo của bạn, cụ thể là lượng carbohydrate của bạn. Do đó, trong những ngày ăn kiêng hay ăn giữ cân, bạn sẽ có cho mình những ngày refeed hay là một ngày up carb. Lưu ý ở đây là up carb, không phải cheat day nhé. Có nghĩa là, bạn sẽ giữ mức protein và chất béo vừa phải, đồng thời tăng lượng carb mình nạp lên. Nó có thể đến từ cơm, khoai, bánh mì, hủ tiếu, hay các loại trái cây, rau củ. Việc này sẽ vừa giúp tăng mức leptin, đồng thời sẽ làm tâm trạng bạn được thoải mái hơn. Nó cũng bổ sung lượng glycogen trong cơ thể, giúp hiệu suất tập luyện tốt hơn.
Bạn có thể áp cắp 1-2 ngày một tháng, nếu body fat là 15% nam giới, hoặc 22% ở phụ nữ. Và 3-4 lần một tháng, khi body fat dưới 10% nam giới, hoặc dưới 20% nữ giới. Tóm lại, leptin là một loại hormone được sản xuất bởi các tế bào mỡ, giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Okay. Và để quá trình giảm cân giảm mỡ, hay duy trì hình thể được suông sẻ, bạn phải học được cách quản lý mức leptin trong cơ thể mình, bằng các cách mình vừa trình bày ở trên. Mong rằng, bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.